Trước thực trạng lạm dụng việc nhập khẩu sử dụng nguyên liệu Sabutamol sai mục đích được phát hiện trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã đề xuất đưa Sabutamol vào danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Cục Quản lý Dược cho biết, Sabutamol nằm trong số nguyên liệu được sử dụng để sản xuất thuốc điều trị hen suyễn, điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi đã sử dụng chất này trộn vào thức ăn gia súc, gia cầm để kích thích tăng trưởng vật nuôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Bộ Y tế cũng cho biết, nguyên liệu này chỉ được phép sử dụng trong sản xuất thuốc của ngành y tế. Vì vậy, để kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, phân phối cũng như sử dụng nguyên liệu này, Bộ đã đề xuất bổ sung thêm nội dung nguyên liệu Sabutamol trong ngành nông nghiệp vào danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt vào luật dược sửa đổi đang được Quốc hội xem xét và thông qua trong thời gian tới.